thì các con đừng có ngoáy rất là nhiều vòng ngay chỗ này, nó sẽ không có đẹp. Đây là chữ hoa sáng tạo của một bé trai hay mua bút mực của chú Cường lắm. Và bạn ấy cũng rất là dễ thương. Tuy nhiên á, con viết chữ hoa sáng tạo như vậy là chưa có đúng. Và chú Cường thấy rằng rất là nhiều bạn nhỏ cũng hay có cái thói quen viết chữ hoa sáng tạo như vậy. Thì chú Cường chỉ cho mình một cái mẹo để cho các bạn có thể viết chữ hoa sáng tạo được đẹp hơn. Khi mà các con thấy người ta viết chữ hoa sáng tạo á, người ta có hay viết một cái nét như thế này. Thì các con đừng có ngoáy rất là nhiều vòng ngay chỗ này, nó sẽ không có đẹp. Mình chỉ cần viết một cái giống như một cái vòng tròn như thế này nè, đó. Và cái phía chân của nó có một cái vòng tròn. Đó. Thì chú Cường lấy ví dụ thì ở dưới này mình sẽ viết một cái vòng tròn rồi mình thắt ngay đây, rồi mình đi lên thôi. Rồi từ trên này xuống dưới cũng giống vậy, mình viết một cái vòng tròn rồi mình dừng. Thì cái con chữ của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó rất là đẹp.